Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiểu Sử, và sau đây là tên Hoài Linh và chuyện bây giờ mới kể về nhà thờ tổ 100 tỷ. Cuối cùng thì tâm nguyện 16 năm của nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã hoàn thành. Khu đền thờ tổ nghiệp do anh tự đứng ra xây dựng đã mở cửa đón hàng trăm nghệ sĩ về thắp hương nhân ngày giỗ tổ. Hình ảnh Hoài Linh gầy ốm nhưng trên môi luôn nở nụ cười, mãn nguyện, bước xuống từng bậc thềm niềm nở đón khách đã gây xúc động cho nhiều người. Hoài Linh không chỉ là một nghệ sĩ đa tài, một danh hài xuất chúng, mà anh còn được công chúng cũng như đồng nghiệp kính nể bởi một tư cách giản dị, một con người gần như tài đức vẹn toàn. Hoài Linh sống chân tình với đồng nghiệp, gần gũi với công chúng, trọn đạo với nghề nghiệp, thảo thuận với gia đình. Anh luôn trân trọng và biết ơn những gì mà tổ nghiệp đã ưu ái dành cho mình. Chính vì vậy, tâm nguyện xây một khu đền thờ để ghi nhớ công ơn của các bậc tiền bối và tâm nguyện suốt cuộc đời của anh. Những ngày vừa qua, hình ảnh danh hài Hoài Linh gầy ốm nhưng tất bật với nhiều công việc để lo cho ngày trọng đại của nghề một cách chu toàn, được nhắc đến nhiều nhất, bỏ qua việc là người của công chúng, bỏ qua danh hiệu của một ngôi sao, Hoài Linh không một chút ngần ngại khi tự tay sắp đặt lễ Phật lên từng bàn thờ. Anh chạy ra sân niềm nở đón từng nghệ sĩ và công chúng, khi họ đến thăm khu đền trong ngày giỗ tổ, ôm từng đứa trẻ lên nô đùa hay sẵn sàng dành 1-2 phút để chụp ảnh chung với người hâm mộ. Buổi chiều xong lễ, Hoài Linh tự đi nhặt từng cọng rác trên sân, ngồi bệt xuống sàn nhà lau gạch. Có một điều rất dễ dàng nhận thấy là nụ cười luôn túc trực trên gương mặt rạng rỡ của anh, một nụ cười hiền nhưng đầy mãn nguyện và hạnh phúc. Để công trình tâm linh này được hoàn thành là một chặng đường gian truân mà nghệ sĩ Hoài Linh phải trải qua. Để có một khu đền thờ tổ nghề như những gì ta nhìn thấy, nghệ sĩ Hoài Linh đã phải nỗ lực không ngừng nghỉ. Hoài Linh cho biết anh xây dựng khu đền này từ cái tâm của mình đối với tổ nghiệp, một cái tâm hoàn toàn trong sáng. Tất cả đều từ tiền mà anh kiếm được, có đồng nào anh dành dụm đồng ấy. Hoài Linh không xin của ai, không kêu gọi bất cứ ai tham gia đóng góp. Anh cũng không ngần ngại trả lời rằng số tiền xây đền là từ những khán giả thương anh mà có. Cứ coi như đây là tiền của quý vị khán giả góp lại cho thằng Hoài Linh đứng ra xây đền thờ tổ nghiệp. Hoài Linh đã nói điều đó rất rõ trong buổi khánh thành khu đền thờ tổ. Quay ngược lại thời gian trước, để có kinh phí xây đền, nghệ sĩ Hoài Linh đã phải lao động hết mình. Anh nhận tất cả các show diễn, lịch diễn dày đặc. Đôi khi thỉnh thoảng thấy Hoài Linh phải nhập viện, truyền nước biển vì sức khỏe xuống cấp. Nhưng rồi sau khi khỏe, anh lại tiếp tục chạy hết show này đến show khác. Tuy nhiên, chưa ai từng nghe Hoài Linh than phiền than khổ. Hoài Linh chia sẻ, ngoài nhà thờ tổ này tôi không ấp ủ hay mưu cầu điều gì to tát. Tôi thấy mình vẫn còn rất khỏe. Tôi may mắn hoàn thành tâm nguyện nên tôi mãn nguyện với đời của mình. Những ngày diễn ra lễ khánh thành và giỗ tổ ở khu đền thờ, Hoài Linh cũng nhận được sự chia sẻ rất lớn từ phía gia đình. Ba mẹ anh từ Mỹ về chung vui với con. Hình ảnh hai ông bà già ngồi lặng lẽ quan sát niềm vui của con trai cũng đã gây xúc động cho nhiều nghệ sĩ. Ba nghệ sĩ Hoài Linh tâm sự rằng, ban đầu nghe con trai có ý định xây nhà thờ tổ, ông cũng thấy buồn rồi khóc. Gia đình ông vốn theo đạo Thiên Chúa, nhưng danh hài Hoài Linh lại theo tín ngưỡng thờ mẫu và theo đạo nghề. Nhưng vì cái tâm của con nên ông ủng hộ. Vợ chồng ông đã khóc rất nhiều, khóc vì thương con, khóc vì thấy Hoài Linh phải lao tâm lao lực tích góp từng đồng mà lo trọn đạo lòng nghề. Bây giờ vợ chồng ông lại khóc vì mừng cho ý nguyện của Hoài Linh đã hoàn thành. Nghệ sĩ Hoài Linh vốn xuất thân từ gia đình nghèo, từng bước đến với nghệ thuật của anh cũng khá nhọc nhằn. Đi lên từ khó khăn vất vả, ký ức tuổi thơ của Hoài Linh gắn liền với hình ảnh tạo tặng của quê hương miền Trung. Đó là bà nội, bà ngoại, là mẹ anh, là ba anh. Chính môi trường tình cảm sâu nặng của người thân yêu đã hình thành nên một danh hài Hoài Linh giản dị và nghĩa tình, giữ trọn đạo làm người, đạo làm nghề cho đến ngày hôm nay. Ngoài chuyện lo trọn đạo nghề, Hoài Linh còn làm tròn nghĩa vụ với quê hương dòng họ. Khi trở thành một danh hài, dù bận rộn với hàng trăm show diễn, nhưng Hoài Linh vẫn đau đáu về quê hương. Năm đó anh về thôn Hà Tân, huyện Đài Lộc, Quảng Nam bỏ tiền ra chuộc lại mảnh vườn quê ngoại, rồi xây ở đó một ngôi nhà thờ lớn để ghi công đức tổ tiên họ hàng bên ngoại. Người dân quê anh thường nhắc cái thằng hay đùa tiếu, vậy mà hiếu, để ít ai bằng. Trong phần phát biểu nhân ngày giỗ tổ nghề hôm 12 tháng 9, thay mặt cho giới nghệ sĩ, Hoài Linh cũng đã bày tỏ sự trân trọng rất lớn dành cho khán giả. Hoài Linh nói, hôm nay con rất là vui, con rất hạnh phúc nên không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến quý vị ân nhân. Đó chính là quý khán giả thân yêu, người đã nuôi dưỡng nghệ sĩ chúng con. Con xây ngôi đền này không phải là tiền của con, mà đó chính là tiền của khán giả đóng góp. Vì vậy quý vị hãy xem đây cũng chính là ngôi nhà của mình. Tại khu đền thờ này, ở đền thờ chính, con xin thờ ông tổ, con bên phải xin thờ những nghệ sĩ quá cố và bên còn lại để dành cho khán giả mà con đã mang ơn. Trong cuộc đời làm nghề của tôi, khi buồn hay tuyệt vọng, tôi thường hướng về đời sống tâm linh.
Những lúc đó khấn nguyện tổ nghề cho tôi thấy lòng bình an, thanh thản hơn nhiều. Lúc nào cũng như có một đấng ơn trên luôn lắng nghe tôi. Xây đền thờ là để bày tỏ lòng tôn kính của mình với tổ nghiệp, với các bậc tiền nhân. Tôi mong rằng đây là nơi thờ tổ sân khấu để ngày 12 tháng 8 âm lịch hàng năm, để anh em có nơi để cúng tổ. Đó là những lời tâm huyết của nghệ sĩ Hoài Linh, muốn gửi gắm cho những ai đã có hỏi, anh xây nhà thờ tổ để làm gì? Sắp với tin Hoài Linh đóng cửa nhà thờ tổ 100 tỷ, mới đây nhà thờ tổ của Hoài Linh đã khánh thành và đón nhiều ngôi sao, cũng như quan khách đến dỗ tổ nghề. Tuy nhiên vào sáng ngày 13 tháng 9, nhiều người dân đã đến đây để vào thăm nhà thờ, nhưng cửa vẫn đóng khiến cho họ rất tò mò, càng muốn vào bên trong để xem. Ngay sau đó có nhiều thông tin cho rằng Hoài Linh đã đóng cửa nhà thờ, không cho người dân vào tham quan, thậm chí có tin đồn muốn vào xem phải mua vé. Thông tin này khiến cho khán giả fan của Hoài Linh bị sốc và không hiểu nguyên nhân gì khiến cho danh hài đóng cửa nhà thờ tổ tâm nguyện 16 năm của anh. Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy có lẽ người dân đã hiểu nhầm ý của nghệ sĩ Hoài Linh. Trao đổi với phóng viên, nghệ sĩ Hoài Linh cho biết ngày 12 tháng 9 khu đền thờ tổ mở cửa đón từ 7 giờ sáng để đón các nghệ sĩ về cúng tổ và người dân đến tham quan đến 17 giờ ngày 12 tháng 9. Hai ngày tiếp theo sau đó sẽ tiếp tục đón khách gần xa đến viếng thăm. Nguyên nhân của việc đóng cửa này có thể hiểu rõ hơn qua giải thích của một số anh chị em trong ban phục vụ của nhà thờ. Lý do rất rõ ràng là trong hai ngày 11 và 12, lượng khách đến nhà thờ rất đông nên mọi thứ đều vô cùng lộn xộn. Bàn ghế trạc bạc thuê về để đón khách cũng phải dọn dẹp để trả. Sân nhà thờ ngổn ngang như một công trình. Các phòng vệ sinh trong khu đền thờ cũng quá tải và khá mất vệ sinh. Cộng vào đó, số thảm cỏ của Hoài Linh mua về trải trên khuôn viên bị hư rất nhiều và nhiều vấn đề phát sinh khác cần kịp thời khắc phục. Để chu đáo hơn trong việc tiếp khách trong những ngày tiếp theo, nên nghệ sĩ Hoài Linh đã xin phép tạm đóng cửa vài giờ để dọn dẹp tổng vệ sinh, trả lại sự nghiêm trang cho khu vực nhà thờ. Sau vài tiếng dọn dẹp, nghệ sĩ Hoài Linh đã tiếp tục mở cửa để đón khách thập phương từ lúc 10 giờ sáng ngày 13 tháng 9. Bức xúc vì những tin đồn sai lệch, nghệ sĩ Cát Phượng đã lên trang Facebook cá nhân nói thông tin đến tất cả các khán giả yêu quý Hoài Linh và rất muốn đến đền thờ tham quan và thắp hương. Đền thờ luôn mở cửa đón tiếp khán giả thân thương và tham quan mỗi ngày từ 8 giờ đến 6 giờ chiều, không bán vé như tin đồn. Khi vào đền thờ, bà con mình nên ăn mặc lịch sự, nhất là em gái không nên mặc váy. Bình luận về những tin đồn nhà thờ đóng cửa không cho người dân vào khu nhà thờ, nghệ sĩ Hoài Linh chỉ cười và nói ngắn gọn, làm cái gì cũng phải có cái tâm, không có cái tâm thì tài mấy cũng khó trụ được. Sau những ngày lo lắng cho lễ tổ và khánh thành nhà thờ, hiện tại sức khỏe của nghệ sĩ Hoài Linh hơi kém, vì trước đó anh thường thức đến 4 giờ sáng, anh cũng tắt điện thoại không liên lạc với bên ngoài để được nghỉ ngơi. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.